Bạn Vâng, xin đây mến chào anh Bình Dương, mến chào hết các anh chị trên diễn đàn nhé. Thì hồi nãy anh em mình có mặt bên cái diễn đàn của anh chị Đặng đó, thì có lẽ ra là anh em mình có những cái suy nghĩ nó ngược chiều nhau. Thì hôm nay anh muốn phản biện về điều gì ạ? Thì anh cứ cứ nói đi, em sẽ phản biện trong cái tầm khả năng của em, thì em sẽ nói chuyện với anh. thực ra ở đây thì mình cũng thế thôi, có nghĩa là mình cũng là một người dân bình thường. Dạ vâng. Mình luôn luôn yêu chuộng cái hòa bình và yêu chuộng cái đất nước Việt Nam của Dạ mình. vâng, đúng ạ. Thì với cái nhìn nhận của anh hiện tại về, chắc có thể là trên đây chắc nhỏ tuổi hơn anh, Nhỏ, nên là cho mình đang còn rất là nhỏ, 30 30. nên ok, nhỏ hơn anh 10 tuổi, mười mấy tuổi Dạ đấy. dạ Đó, thì ở đây trên cái phương diện là anh, với cái xã hội của Việt Nam hiện tại, đương nhiên về cái đề tài cũng là đề tài xã hội Dạ thôi, vâng ạ. đúng không? Tại vì hiện tại bây giờ cái anh nghe rất nhiều về cái vấn đề mọi người đang kêu gọi về đa nguyên đa đảng, nhưng bản thân anh thì anh không đồng tình cái quan điểm đó, anh cũng không không chấp nhận cái điều Dạ đó đấy, đúng vâng. không? Nên ở đây thì bên cạnh đó là cửa giữa anh em mình lên đây thì nói trong cái phạm vi của cái kiến thức của anh em mình mà Dạ thôi, đúng ạ. để mình gọi là mình chia sẻ giữa hai cái quan điểm khác Dạ nhau đúng đấy. ạ. Còn quan điểm nào mà trái chiều của Trinh Lê thì đó là một cái quan điểm của Trinh Lê, còn quan điểm của anh là quan điểm của Trinh Anh, nhưng mà mình nói trên phương diện, có nghĩa là mình chia sẻ chứ không phải Dạ dạ. là một cái gì Vâng cả. vâng. Tại vì với một cái nữa, điều đầu tiên á là đối với anh là hình ảnh của Bác Hồ là một cái vị lãnh tụ rất là vĩ đại, nên anh không muốn là trong những lời nói, anh không muốn để là những có những lời lẽ nào mà xuyên tạc bác, thì chắc chắn anh không đồng Dạ tình dạ ok. ha. Nên anh em mình anh nói trước, Rồi nhất còn trí. riêng những cái quan điểm khác anh em mình cứ nói thoải mái Đó, ha. cái quan điểm của chị Lê cũng vậy. Chị Lê không xuyên tạc, rất là tôn trọng. Tại vì bác có nói là bác là cán bộ, là đầy tớ trung thành của nhân dân. Và trong di chúc lời của bác đã nói thì bác là những người vĩ đại rồi, là đầy tớ trung thành của nhân dân và đã được hiến định theo bác đã ký kết và đã đưa cái công ước nhân quyền quyền con người vào cái bản hiến pháp của Việt Nam này. Thì cái điều đầu tiên của cái điều khoản điều một ở cái điều hai của hiến pháp đã ghi là nhà nước Việt Nam là một nhà nước pháp quyền do dân và vì dân, mọi quyền lực cao nhất là của nhân dân. Đó, chúng ta phải rạch ròi, chúng ta phải rõ ràng về cái vấn đề đó. Chúng ta không thể đánh lận con đen là nhân dân là đầy tớ của cán bộ được, đúng không ạ? Rồi. Vâng. Thì Đảng Cộng sản Việt Nam là lấy tư tưởng và lấy đạo đức của Bác Hồ để lãnh đạo và lấy cái chủ thuyết làm nền tảng, đúng không ạ? Chủ thuyết Mác Lê. Tại vì cái chủ thuyết Cộng sản Mác Lê thì bác nói là Cộng sản, Đảng Cộng sản là đầy tớ trung thành của nhân dân và Cộng sản là vô sản, đúng không ạ? Cả đời bác sống và làm việc bác đâu có một hào nào đâu, đúng không ạ? Đúng rồi, Bác đúng rồi. lúc mà bác muốn mua cái gì bác còn phải vay tiền của anh cảnh vệ nữa mà, đúng không? Bác đâu có tiền. Đúng, Nhưng chính xác điều đó, đúng, chính xác hiện điều đó. nay Đảng Cộng sản Việt Nam không còn là Đảng Cộng sản Việt Nam nữa. Tại vì sao ạ? Tại vì các chú các bác ấy đang sở hữu những khối tài sản hàng trăm nghìn tỷ đồng như vậy. Đó là cái khối tài sản nổi. Thì từ điều đấy nó mới để chị Lê chia sẻ một chút. Thì điều đấy thì nó mới tạo nên cái sự bất công trong xã hội. Tại vì sao? Tại vì cái mức lương của anh có 10 triệu, đúng không ạ? Mức lương của anh 10 triệu, anh làm bao nhiêu khóa, anh làm bao nhiêu, anh vào đảng bao nhiêu năm mà anh lại có những khối tài sản như vậy. Thì chúng ta phải, người dân chúng ta, người ta phải đặt một câu hỏi: anh có từ đâu? Nếu mà theo cái tư tưởng và theo cái đạo đức của bác, theo cái nền tảng của Mác Lê thì không thể anh có những cái số tài sản lớn như vậy, anh sinh hoạt xa hoa như vậy, con cái anh sinh sống bên Mỹ, anh mua nhà bên Mỹ, đúng không? Ví dụ thế. Và anh có những cái tòa biệt phủ mà hiện nay bác Trọng bác đang đánh đấy, đang đánh tham nhũng đấy, đang điều tra đấy,
Rồi, Thì chúng ta ok, phải rồi, ủng có vấn hộ, đề chúng ta để phải ủng hộ, chúng ta phải thế rồi, mạnh vào điều ok, đấy. rồi ngưng ở Vâng đây. vâng. Anh sẽ phân tích ở một cái điểm này cho Trinh Lê. Thì nếu như theo như cái câu hỏi của Trinh Lê đặt như Dạ thế, dạ. thì có một điểm là Trinh Lê sẽ nói không đúng. Là không đúng là vì sao? Thứ nhất là đảng, đường lối chính sách của đảng, đúng chưa? Vâng. Riêng cái người để thực hiện đường lối chính sách của đảng, đó là ví dụ chẳng hạn như những người mà Trinh Lê đang nói là tài sản rất nhiều, con cái họ này Dạ kia, dạ. thì mình ở đây mình phải bóc tách là cái người làm đường lối của đảng, chứ không phải mình quy chụp là đảng là như thế. Hai cái này là hai cái hoàn toàn khác Vâng nhau. đúng đúng. Tại Trinh Lê mới nãy gom lại nói là tại đảng mới là như thế, nên anh phân tích ở điểm này là hai người. Còn vấn đề mà của ví dụ Trinh Lê nói là đảng, tại sao có những người người ta giàu đến như thế mà trong khi đường lối của Bác Hồ là người đảng cộng sản, là người vô sản, Vâng, đúng, đúng. đúng không, là không có tài sản gì cả. Thì với cái thắc mắc của Trinh Lê là tại sao với một cái mức lương làm sao mà tại sao vấn đề mà đến hôm nay có tòa biệt phủ hay là có tiền bạc, con cái đi học nước ngoài, thì thực sự ra cái điều này đúng không, nếu mà cá nhân mình muốn biết thì mình phải tính cái phương diện cá nhân của cái người đó, gia đình họ làm kinh tế gì, đúng không, họ hàng anh em hay con cái họ như thế nào, Dạ. thì lúc đó mình mới điều tra ra được vấn đề tài sản đó là ở từ do đâu. Chứ còn bây giờ mình nói theo cái cách nói của Trinh Lê thì theo cách của anh, đương nhiên anh cũng có sự nghi ngờ, Dạ. đúng không? Nhưng mà cái nghi ngờ của đây là trước tiên anh sẽ tìm hiểu anh em họ hàng nhà người đó có làm kinh tế hay không, Vâng. và làm kinh tế ở mức độ ra sao, thì lúc đó anh mới tính tới con đường là xem người đó cuối cùng là người đó số tiền đó là gì, có phải là tiền tham nhũng hay không, Dạ. đúng chưa? Vâng. Chứ mình không thể nào mình thấy, ví dụ bây giờ anh không thể nào anh thấy Trinh Lê là nhà Trinh Lê có xe siêu xe, có biệt thự, anh nói ô tay này buôn lậu à, mới có tiền vậy chứ không khi nào có tiền nhiều đâu, Đây không đây được, mình đúng đây, không, rõ rõ ràng em điều sẽ đó, cho cái đúng chưa? bằng chứng. Thì anh biết cái biệt phủ của ông ở Yên Bái không? Ông chỉ thị Rồi quý ông ạ, chỉ quý Phạm thị quý rồi đúng không ạ? Ông nêu cái lý do rồi là ông đi chạy xe ôm, ông làm giá đỗ, ông bán chổi đót, ông nuôi heo. Thì tại vì tất cả những cái ngành nghề này thì người dân Việt Nam chúng ta đều làm, nhưng mà họ chỉ đủ sống, đủ sống hàng ngày thôi, chứ không có thể là có tiền để mà xây cái biệt phủ như vậy, có những rồi lô đất như vậy rồi đó. Đúng không? Đó là một cái dẫn chứng đầu tiên mà ông ấy đang bị Bác Trọng thành lập những đoàn thanh tra và đang điều tra, đúng không? Đang điều tra, rồi vâng, đang điều bây giờ tra. như không Thì đúng, đúng rồi, khoan khoan, nhưng mà Trinh Lê thấy rõ ràng là vấn đề là đương nhiên cái việc đổ cho là mình làm kinh tế việc này việc kia việc nọ, đúng không, nhưng cuối cùng đảng, ví dụ đại khái là Bác Trọng vẫn lập một cái đoàn kiểm tra, đó là một cái điển hình, có nghĩa mình thắc mắc đương nhiên đảng cũng sẽ thắc mắc và thì đảng sẽ cho người điều cái đó tra, chính Lê đang đang ủng hộ Bác Trọng mà. Chính Lê đúng rồi, đúng rồi, thì anh cũng nói là thì từ cái chỗ này là cũng giống như là cái ý của Trình Lê, có nghĩa là giống như anh nói như từ đầu rồi, mình nhìn thấy họ giàu thì họ tiền họ từ đâu, anh em họ hàng dòng họ có làm việc hay không, nếu mà làm việc thì cái mức thu nhập họ ra sao, thì lúc đó nếu như mình đã bóc tách hết những cái vấn đề đó xong rồi thì bây giờ vẫn không ra được kết quả thì đương nhiên chắc chắn phải điều tra số tiền này ở đâu ông có, thế thôi, đúng đúng không, nên bác, anh rất ủng đúng. hộ về cái vấn, đúng Chúng rồi. ta lên, chúng ta không phải là chúng ta muốn tiêu diệt Đảng Cộng sản, chúng ta không phải là bài trừ Đảng Cộng sản, mà chúng ta phải xây dựng. Tại sao Bác Trọng bác lại nói một câu là cái tuổi trẻ Việt Nam tại sao lại thờ ơ với chính trị như vậy, chán Đảng khô đoàn nhạt chính trị như vậy? Tại vì chúng ta chưa hiểu biết về hiến pháp luật pháp. Trong cái hiến pháp luật pháp này nó ghi rõ, nó nêu rõ này, cái quyền lợi và cái trách nhiệm của mỗi công dân nó luôn luôn nó song hành trong đó. Anh có cái quyền gì thì anh phải có cái trách nhiệm, anh có quyền được sống trong môi trường sạch sẽ thì anh phải có cái trách nhiệm bảo vệ nó, đúng không? Anh mong muốn có một cái xã hội Việt Nam này tốt đẹp thì anh phải tham gia giám sát vào điều 4 và điều 8 hiến pháp, anh phải thực hiện được điều 28 hiến pháp, anh phải thực hiện tốt tất cả những cái điều trong hiến pháp và đã được hiến định trong đó. Đấy, chúng ta phải làm như thế. Ok, tại 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 vì khoan, vâng bây vâng giờ em như mời thế anh này, ạ. khoan, tại vì Trinh Lê nói vấn đề đến hiến pháp đúng không, Vâng. thì bạn nói là bạn trẻ mình phải phải mình lật ra cuốn hiến pháp, thì bạn nên nhớ rằng dưới cuốn hiến pháp nó có luật,
và luật chuyên ngành cho từng bộ phận rõ ràng, và dưới luật nó có những cái thông tư, có những cái nghị định để hướng dẫn mình thực hiện cái luật Dạ đó, vâng, đúng. đúng không? Bạn nói là bạn trẻ, tại sao mình thờ ơ với Bác đảng? Trọng nói, Bác Trọng nói, Ừ, Bác có hẳn một cái câu thơ luôn. Và em nói như thế này rồi. này, em xin phản biện một chút cho xong để anh nói nhé. À, tất cả những cái nghị định, nghị quyết hoặc thông tư hướng dẫn hoặc là bất kể một cái bộ luật nào sinh ra thì phải nằm trong khuôn khổ của hiến pháp, không được vượt qua. Còn cái điều nào mà vượt qua đi ngược lại với cái lợi ích của toàn dân tộc, đi lợi ngược lại với lợi ích của con người là đều phải sửa chữa lại. Không thể để một cái điều ví dụ như quyền lực nhà nước là của nhân dân, hiến pháp, luật pháp sinh ra để bảo vệ cái quyền cơ bản của người dân, đúng không? Nhưng bây giờ cái thông tư Đúng. của anh mà đi ngược lại để mà chà đạp, để mà bức hại người dân thì chúng ta phải sửa cái thông tư đó. Chứ đâu, cái thông tư là ra sau đang nằm trong khuôn khổ của hiến pháp thì làm sao anh có thể vượt khỏi cái thẩm quyền đó được, đúng không? Còn đó đó Không, là cái này tại Trinh Lê suy nghĩ theo cái Trinh Lê làm ra một cái thông tư hoặc nghị định để chà đạp lên pháp là sai. Tại vì thứ nhất, điều đầu tiên là người dân phải hiểu được cái thông tư và kế thông tư, hiểu được cái luật pháp và hiểu được cái luật pháp trong một cái ngành nghề của mình nó như thế nào, rồi lúc đó mình mới phản biện lại là cái vấn đề này nó có lại đi ngược với cái hiến pháp hay không. Tại không cái hiến ý, pháp là luôn luôn đi theo, đó là cái bản hiến pháp đi theo không đảng và nhà nước, em có nói đúng gì không? sai Rồi đâu, em không nói gì cả, nhưng ý ý em muốn nói á là tất cả mọi thông tư, nghị định, nghị quyết cái gì đó thì phải nằm trong khuôn khổ của hiến pháp, luật pháp, không được vượt khỏi thẩm quyền, đúng không? Đó là em muốn chia sẻ cái ý của đó. Nó ra rất là nhiều thông tư, đúng không ạ? Nó ra rất là nhiều điều để dẫn luật, đúng không ạ? Nhưng không được phép vượt khỏi luật trong hiến pháp, không không thể được phép vượt khỏi. Ví dụ như tôi vi phạm, tôi phạm pháp, ok, thông tư hướng dẫn nào, luật pháp nào phải trừng trị người đó, kể cả quan chức cấp cao, kể cả như bộ ủy viên bộ chính trị đương như nhiên, Đinh cái La điều đó Thăng là đang đương còn nhiên rồi. bị đập, đang còn bị phải bắt vào tù chứ, đúng không ạ? Thì cái điều Đúng này, cái rồi. điều này cho chúng ta thấy, cho chúng ta thấy là cái hiến pháp, luật pháp thì người dân chúng ta phải tôn trọng, phải thượng tôn nó, đúng không ạ? Thì chúng ta mới xây dựng một nhà nước nó tốt đẹp lên được, đúng không ạ? Thì ai cũng hiểu về hiến pháp, luật pháp, đúng không ạ? Ai cũng hiểu về hiến pháp, luật pháp thì chúng Rồi. ta đều xây dựng một nhà nước nó tốt đẹp, đâu còn những cái cảnh mà Nhưng mà theo Trinh Lê hiện tại bây giờ người dân mình có hiểu luật pháp, có hiểu hiến pháp hay không? có chứ, nhưng mà hiểu một phần thôi, một phần nhỏ hiểu thôi, còn một phần rất là lớn chưa hiểu. Đấy, nên nên chính nhà nói chính là nằm ở cái chỗ này. Đấy, đấy, đây Chính là nằm ở cái chỗ này. đây cái nghị quyết, Đúng không? nghị quyết dẫn vào một số những cái thông tư của chính phủ đây, tất cả cái tức là trong cái nghị quyết này ra thì có điều 4 để em hướng dẫn, em đọc Chào Linh Lúa. có cái điều 4 hiến pháp đây, cái điều 4 của thông tư đây thì nó có nói là thông tư, cái bộ luật hiến pháp khi đã được ký và đã được thông hành, đã được có hiệu lực đấy, có hiệu lực thì cái có một cái hẳn một cái nghị quyết là phải truyền đến cái hiến pháp, luật pháp này phải truyền giảng đến tất cả mọi người dân trong đất nước Việt Nam để mọi người đều hiểu biết về hiến pháp, luật pháp để không vi phạm và cùng song song đó là cùng thực hiện tốt cái trách nhiệm để giám sát nhà nước, cùng thực hiện cái trách nhiệm là bảo vệ nhà nước, cùng thực hiện cái trách nhiệm là đầy đủ những cái nghĩa vụ với đất nước. Nhưng mà nhà nước mình, ngay kể cả những cái cuốn hiến pháp này, chính Lê phải đi biết bao nhiêu nhà sách, đi phải xuống thành phố Thanh Hóa mới mua được, rất là khó, và không được phổ cập, không được dạy trong cấp 1, cấp 2 và cấp 3 các cấp học, và địa thì cái phương vấn đề từ trung ương về địa rồi phương chưa có một cái có một cái chưa thực hiện tốt cái nghị định này để truyền tải cái hiến pháp, luật pháp đến từng người dân một, ngay kể cả như trong trong người làm việc trong bộ máy chính quyền nhà nước đang còn bị vi phạm cơ mà,
thì rõ ràng Rồi. là đảng có phải đảng sai không ạ? Rõ ràng đảng sai không ạ? Đây điều 4 của cái nghị quyết này em đọc một chút xíu nhé. Cái khoản 2 điều 4 của cái nghị quyết dẫn cái hiến pháp Rồi, thì rồi, là xin lên cái đó. các cơ quan nhà nước từ trung ương và địa phương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc, cơ quan tổ chức hữu quan và có trách nhiệm này, tổ chức tuyên truyền phổ biến sâu rộng hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại các cơ quan tổ chức và địa phương mình, nâng cao nhận thức về hiến pháp luật pháp và ý thức chấp hành hiến pháp luật pháp để đảm bảo hiến pháp luật pháp được tuân thủ nghiêm chỉnh trong tất cả các lĩnh vực đời sống của xã hội đó. Nhưng mà đảng và nhà nước chúng ta đã bị sai cái điểm này, làm chưa tốt. Nếu như mà làm tốt thì Chính Lê đã có cái cuốn hiến pháp này từ khi Chính Lê lên 8 đến 10 rồi, chứ không phải là đến Không đến bây phải giờ Chính nếu Lê nếu mới nếu biết. mà nếu nếu mà Trinh Lê không phải nếu mà Trinh Lê anh nhắc lại Trinh Lê điểm này, nếu mà nói để mà đảng sai là hoàn toàn Trinh Lê nói sai, tại vì đảng không sai, đảng không sai, anh đã nói rồi là cái người ví dụ như bây giờ cuốn không có đến tay được Trinh Lê đúng không, cuốn hiến pháp này không được đến tay của Trinh Vâng. Lê đúng chưa, thì do là ở từ Đảng đâu, lãnh đạo tác giả mà. từ đâu thì mình phải Đảng ta là đảng ở lãnh đạo mà. đảng lãnh đạo, nhưng mà nó phải có bộ ngành thì mình trước tiên mình sẽ tìm chế bộ ngành, mình không thể mình đi một bước lên tới lãnh đạo Thì được đúng bộ chưa. ngành không Bây làm giờ Trinh được Lê thì cũng lãnh đạo phải chịu chứ. sao không, sao Trinh Lê nói vậy được, mình làm việc nó phải có trình tự, ví dụ Trinh Lê không có, bây giờ Trinh Lê hiểu được vấn đề này, Trinh Lê muốn đóng góp cái ý kiến của mình đúng không, thì điều Trinh Lê sẽ đi là đi 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 từ đâu, bây giờ Trinh Lê đi thẳng lên 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 lãnh đạo hả đúng không, mình không thể làm vượt cấp kiểu đó, mình phải đi từng trình tự của mình. Đây theo theo đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đây. Đúng rồi, nhưng mà Trinh Lê phải đi từng trình tự của mình chứ không thể Trinh Lê cầm cuốn hiến pháp này đi thẳng lên Quốc hội, Trinh Lê gặp ai trên đó để nói những cái điều Đây này. nghị quyết đã ra đây, nghị quyết ra đây thì nếu như các anh Đồng ý là nghị quyết ra là đồng ý về chứ đảng. mình cầm cuốn hiến pháp mình nói chuyện. Đây nè, anh nói Trinh Lê ở cái điểm này đúng không? Anh thừa biết cái ý của Trinh Lê ra sao, Không. anh thừa biết, nhưng mà anh nói cái điểm này có nghĩa là Trinh Lê phải đi từng trình tự từ một cái cơ quan một, chứ điển hình bây giờ Chính Lê không thể nào một bước đi vượt thẩm quyền đúng không, chính xác không, Rồi, em công nhận ngay. Rồi, không thể vượt thẩm quyền. đúng rồi, Vâng. thì mình không vượt thẩm quyền thì điều đầu tiên ví dụ bây giờ nếu như trường hợp Chính Lê cảm thấy bây giờ tại sao đúng ra tôi phải cầm được cuốn hiến pháp này lúc tôi 7 8 tuổi mà đến bây giờ tôi 30 tuổi tôi mới biết được cuốn hiến pháp Vâng. này, tôi sẽ thắc mắc Vâng, đúng đúng. không, thì đi mình đi đến trước tiên là ví dụ ở phường nào ở Thanh Hóa thì mình đến và thắc mắc tại sao nó như thế này, và bây giờ tôi yêu cầu thế hệ sau này của tôi con em chúng tôi muốn được cái này có được hay không, và tôi chờ cái câu trả lời trong khoảng thời gian bao lâu, rất là đơn giản đúng chưa. Và anh nói nè, Dạ. riêng riêng về cái gì nó cũng phải có cái tình cái lý của mình, Đúng, chứ rõ mình ràng. đừng sách vở cái hiến pháp. Anh nói Trinh Lê nghe, anh hiểu cái ý Trinh Lê là muốn muốn ý gì rồi giờ rồi, nhưng mà anh nói thêm ở đây là cuốn hiến pháp của mình đúng không, nếu như trường hợp thấy có vấn đề gì bất cập mình muốn cất tiếng nói của mình sẵn sàng mình góp điều đó hoàn toàn, mình làm đúng luật chả có gì là sai Dạ đúng. đúng không, nhưng mình phải đi trình tự nó xem như thế nào. Ví dụ mình đi từ cấp 1 không xong, ok để đâu qua bên, tôi đi đến cấp 2 tại vì cấp 1 không được giải quyết được yêu cầu ý kiến của tôi đi đến cấp 2 đúng chưa, thì lúc đó mình đi mỏi vậy thì cái trách nhiệm và cái quyền hạn của người công dân mình nó rất mạnh, tại vì sao, mình làm trước tiên xét về hiến pháp mình không nói, xét về luật pháp, xét về những nghị định mình vẫn đang đi làm theo từng cấp bậc đằng mình hổ vượt cấp đúng Vâng, không, nên họ không có lý luận để họ bẻ mình được. em chia sẻ như thế này, tại vì cái nghị định này là nó dẫn thông tư là theo nghị định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, là không nói là cái này là nói là từ Quốc hội luôn mà. Nó là Quốc hội phải thông qua để mà phổ biến cho toàn sâu rộng cho toàn dân cơ mà. Đúng rồi, Nhưng thì trong quốc hội là có đại biểu quốc hội, và đại biểu quốc hội thì từng mỗi địa phương có đại biểu quốc hội, thì mình cần thì trước tiên mình sẽ đến những cái địa phương mình trước, mình để đại biểu quốc hội là người đại diện mình để chất vấn cái vấn đề đó đúng mình nhất chưa, chứ thiết còn ví dụ bản thân anh bản thân Trinh Lê mà đi đến quốc hội thì chắc chắn mình chỉ là một thường dân thì ai tiếp mình, ủa sao bây lại giờ thường quốc hội dân, cũng
Ủa? Ủa, chứ mình không thường dân vậy, mình là gì chứ Mình là nhân dân, không phải là thường dân. ờ Mình là nhân dân và thường mình dân. đang có tất cả những quyền lực cao nhất trong tay cơ mà. Mọi cái việc không, đảng lãnh đạo đem đến cơm no ấm, lo cho người dân công ăn việc làm, nơi ăn nơi ở. Nó đảng đang phải lo cho chúng ta cơ mà. Chúng ta đang hơn đảng, không, đang hơn đảng một bậc, đang Không, hơn đảng đồng một bậc, ý, tại vì chúng ta là ông đồng chủ, ý, đúng không ạ? Đúng đúng, đồng ý là như thế, nhưng điều trước tiên mình phải làm đúng cái rồi. đã. Anh nói chú ghi nhận. Đúng, chúng ta phải đến từng bậc một. Nhưng mà em chia sẻ nó, Đúng em rồi. nói như thế này nè. Tại vì á, suốt mấy chục năm rồi, suốt mấy chục năm nay rồi mà cái hiến pháp luật pháp này chưa đi được sâu rộng vào tới người dân, là không phải lỗi cho người dân. Thì để im em nói đã, chứ không ai lại bảo anh nghĩ hiểu cái ý của Chính Thì Lê. đúng rồi Anh hiểu cái ý của Chính Lê, thì hiểu không, ý gì? Chính Lê không thì có ý gì anh cả. vẫn để Trinh Lê nói mà. Đây, Anh vẫn để Trinh Lê nói mà, anh lắng chị Lê chia nghe sẻ như thế này. Nếu như anh mà. là một cái đảng lãnh đạo, anh nhận cái trọng trách để lãnh đạo đất nước, lèo lái con thuyền đất nước này để cho đến một cái gì nó tốt đẹp nhất cho người dân đi, đúng không? Đem đến một cái gì tốt đẹp nhất. Tại vì anh nhận những cái trọng trách đó, đúng không? Thế giới phương Tây người ta cũng nhận những trọng trách đó, nhưng mà họ lèo lái, họ đưa cái con thuyền đất nước của họ đem đến cho người dân những cái gì nó tốt đẹp nhất. Chúng ta cũng phải làm như thế. Chúng ta cũng có cái đầu, Rồi. chúng ta cũng đôi tay. Từ từ để chính Ok. Lê chia sẻ hết cái ý này đã. Thì tại Rồi. sao anh đã có nghị quyết thông tư hướng dẫn rồi, tại sao anh không thực hiện cái việc anh giám sát? Anh phải chịu trách nhiệm điều này chứ. Chú chỉ muốn nói ở đây là anh phải chịu trách nhiệm. Hiện nay người dân chưa biết hiến pháp luật pháp và gây ra những cái vụ việc đáng tiếc vi phạm luật pháp là do các anh. Rõ ràng là do các anh. Do Rồi, ok, bây giờ như thế này. đảng. Bây giờ Trinh Lê, giữa anh Vâng. giữa giữa anh với Trinh Lê đang còn vướng mắc cái vấn đề này đúng Vâng, không? đúng. Bây giờ như thế này đi, ở dưới đây có anh Vương Hùng. À, Trinh Lê tạm thời xuống diễn đàn một chút xíu, anh gọi anh Vương Hùng lên ảnh chia sẻ, tại vì giữa anh với Trinh Lê đang đang rút mắc ở cái điểm này, để lên anh Vương Hùng sẽ lên chia sẻ Không, thêm trong vấn đề này, không. rồi anh sẽ gọi lại Em Trinh hôm Lê. nay em chia sẻ với anh cơ. Em chia sẻ với anh. Không, tại vì chia sẻ đến đây, tại vì thật ra đến bây giờ đúng không, trong những vấn đề này anh nói theo một cái chiều hướng của anh, còn Trinh Lê đang nói một chiều hướng của Có Trinh gì Lê, đâu, nên anh em ta cũng phải thượng không tôn hiến sai, pháp luật pháp chứ ạ. đồng ý. Nhưng mà bây giờ anh nói để anh Vương Hùng lên một cái ý kiến thứ ba nữa xem như thế Thôi nào, rồi 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 anh sẽ mời lại Trinh rồi Lê. chú nhắc tí. Ok Ok, em xuống. ok, chờ anh chút. Ok, Trinh Lê. Em mời anh Vương Hùng. Anh chào Dạ em chào cả anh. Bình Dương, chào tất cả anh em ở trên diễn đàn của Bình Dương. Và anh thì cũng vừa mới vào, anh có anh bận một chút, anh ra anh chưa được xem từ đầu. Thế nhưng anh vừa mới vào thì cũng nghe cái bạn trẻ gọi là bạn Trinh Lê à, bạn Trinh Lê này, Dạ đúng rồi, bạn Trinh Lê anh. bạn ấy Dạ. anh thì anh nghĩ thế này, thứ nhất là cái chủ đề của em hôm nay đầu tiên nói về cái vấn đề là một số những cái luận điệu cũ rích của cái lực lượng chống đảng và nhà nước Việt Nam ấy, nó vẫn cứ ra giảng bao nhiêu năm nay là đòi đảng Cộng sản Việt Nam là một cái đảng độc tài độc trị, và hai nữa là nó đòi hỏi phải phải yêu cầu là đa nguyên đa đảng. Thế thì anh đã định chia sẻ với cái chủ đề đó. Thế nhưng mà vì là cái bạn Trinh Lê vừa mới có một số những cái phản biện và một số những cái ý kiến, thì anh cho rằng về cơ bản thì bạn Trinh Lê này cũng có một số những cái nhận thức đúng. Tuy nhiên là từ cái nhận thức đúng đó thì bạn lại đi về lệch hướng ở cái chỗ là bạn ấy Dạ đúng rồi. đưa ra nhiều cái vấn đề bãi đặt. Tức là anh nói một cái cơ bản nhất là bạn đặt một cái vấn đề cơ bản nhất trong cái suy nghĩ Chào của anh bạn chị. ấy là gì? Bạn ấy đòi hỏi Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như đất nước Việt Nam này phải làm gì cho dân, và trong đó có bạn ấy. Thế nhưng bạn ấy chưa đặt lại một cái câu hỏi là ta đã làm gì để bảo vệ Đảng và giúp cho nhà nước quản lý tốt hơn. Tức là bạn ấy chưa đặt ngược lại cái câu hỏi, bạn mới chỉ đặt ra cái vấn đề là cái quyền lợi của bạn ấy, chứ bạn ấy chưa đặt cái trách nhiệm của bạn ấy. Thế thì ở đây Thì lúc nãy thì dạ vâng, lúc nãy em đang chia sẻ thêm với bạn ấy là bắt đầu em mới vạch ra là em đang hỏi bạn ấy là cái vấn đề bạn ấy bây giờ đang thắc mắc vấn đề này đúng không, thì bắt đầu trước tiên thì mình phải đi trình tự theo các pháp luật trước đã, rồi mình mới đến là cái trách nhiệm mình làm được cái gì cho đất nước mình để chính nhà nước mới lo ngược lại cho mình chứ. Tại
nhà nước là vô sản mà, thì làm gì có tài sản để mà lo được cho mình. Người mình là người dân, mình làm mình đóng góp cho đất nước mới lo lại cho mình. Rồi, anh Đấy. xin tiếp lời Bình Dương thế Dạ. này. Thứ nhất là chúng ta phải khẳng định, bạn ấy cũng công nhận rồi, Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng Cộng sản chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo vì cái lợi ích của quốc gia và dân tộc Việt Nam. Cái thứ hai là nhân dân Việt Nam và dân tộc quốc gia Việt Nam là tự nguyện đứng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Bởi vì thực tế nó đã chứng minh Đảng Cộng sản Việt Nam là chính đảng duy nhất lãnh đạo cái dân tộc Việt Nam này, đưa đất nước từ một cái đất nước nô lệ lầm than trở thành một cái nước đánh đuổi được ngoại xâm và bè lũ Tây Sai để giành độc lập và thống nhất cả nước, và hiện nay đang trong cái quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Và cái uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như cái đời sống nhân dân xã hội Việt Nam hiện nay nó đang từng bước được nâng lên và có uy tín trên cái cộng đồng quốc tế. Thì bạn đã khẳng định cái điều đó. Thế tuy nhiên là bên cạnh đó thì Đảng cũng đã luôn luôn đưa ra những cái chủ trương đường lối lãnh đạo là gì? Luôn luôn tất cả đảng viên và bộ máy tổ chức Đảng phải rèn luyện, phấn đấu để luôn luôn trở thành một tổ chức trong sạch và vững mạnh. Tuy nhiên trong cái quá trình đó thì nó không tránh khỏi có những cái hạn chế về vấn đề con người, hạn chế về vấn đề chủ trương đường lối, thì cái đó Đảng cũng nhìn thấy và đồng thời có cái sự rèn luyện, phấn đấu để làm sao nó phù hợp với điều kiện thực tế của đất nước cũng như là tình hình quốc tế. Đảng cũng làm cái đó. Thành ra là trong cái quá trình này nó không tránh khỏi có một số bộ phận cán bộ đảng viên trong một lúc, một thời điểm nào đó, ở một cái địa phương nào đó, nó thoái hóa về mặt tư tưởng, biến chất về mặt đạo đức, nó sai lệch về cái lý tưởng của người đảng viên Cộng sản. Thành ra nó dẫn đến cái hành vi vi phạm pháp luật, thì Đảng cũng không dung túng và Đảng cũng rất quyết liệt trong đó để mà đấu tranh đưa những cái đối tượng vi phạm pháp luật đó ra trước ánh sáng và trước nhân dân. Và nhân dân rất đồng tình và đứng bên Đảng, ủng hộ Đảng và cùng với Đảng để làm cái trong sạch bộ máy tổ chức Đảng. Thì bạn ấy lại nhìn vào một cái khía cạnh ở cái chỗ là những cái vấn đề cụ thể tiêu cực một số những đảng viên thoái hóa biến chất. Thì bạn ấy lại quy Dạ chụp đúng rồi. cho cái bộ máy của Đảng. Bạn ấy không nhìn thấy cái tổng thể mà bạn chỉ nhìn thấy một cái sự việc cụ thể để bạn ấy quy chụp cho cái tổ chức bộ máy Đảng. Cái thứ hai về vấn đề hiến pháp và pháp luật. Hiến pháp nó là một cái cơ quan lập pháp để xây dựng lên một cái văn bản luật cao nhất để toàn dân thực hiện. Và trên cái tinh thần chủ trương đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam là gì? Vì lợi ích của quốc gia dân tộc và đồng thời nó phù hợp với cái điều kiện thực tế của đất nước và cái văn hóa truyền thống của dân tộc để xây dựng lên cái bộ hiến pháp. Nó đảm bảo cho cái công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Thế thì cái này là có cái sự đồng thuận trên cơ sở góp ý của quần chúng nhân dân và Đảng đã xây dựng và Quốc hội đã ban hành. Và cái Ban Thường vụ Quốc hội nó chỉ là cái cơ quan thực hiện cái nhiệm vụ đó. Và cái hiến pháp khi mà được ban hành và có hiệu lực thì tất cả những cái văn bản dưới hiến pháp đó là pháp luật, và các cái nghị định thông tư hướng dẫn theo từng cái góc độ và lĩnh vực chuyên ngành. Ví dụ như tất cả các bộ ngành đều phải vận dụng cái hiến pháp đó để xây dựng các cái văn bản thông tư hướng dẫn để thực hiện trong cái lĩnh vực của mình. Thế thì bạn ấy lại chưa nói, bạn ấy không nói được ở cái chỗ là gì? Hiến pháp ban hành tất cả các cái nội dung điều khoản chương mục đều rất đúng đắn trên cơ sở lợi ích của quốc gia dân tộc và đồng thời nó thực hiện đúng cái chủ trương đường lối lãnh đạo của Đảng. Đấy. Thế thì các cái văn bản kia nó là cụ thể hóa các cái chỉ thị nghị quyết và các cái thông tư hướng dẫn đó là cụ thể hóa hiến pháp để cho toàn dân tổ chức và thực hiện. Và cái thứ hai là các cái cơ quan chính quyền các cấp và các cái chi bộ đảng cũng như tổ chức đoàn thể xã hội có cái trách nhiệm phổ biến tuyên truyền đến người dân thông qua cái đại biểu của người dân. Bởi vì đại biểu quốc hội là có từng cái thời kỳ để lắng nghe ý kiến của quần chúng nhân dân đóng góp trong cái chủ trương đường lối cũng như các hoạch định chính sách của nhà nước để tìm ra những cái vấn đề hạn chế và phát huy những mặt tích cực. Thì đây là cái trách nhiệm của nhà nước, một số những cơ quan chức năng cụ thể, cộng với hai là cái trách nhiệm của quần chúng nhân dân cũng phải thực hiện cái việc là gì? Tìm hiểu, nghiên cứu để hiểu rõ hơn nữa Cảm ơn về nhà. các cái văn bản từ hiến pháp cho đến các cái văn bản thực thi. Cái đấy là không phải là chúng ta ỷ lại nhà nước. Nếu nói như bạn này ấy, có nghĩa là gì? Là bạn ấy đã ỷ lại vào Đảng và nhà nước. Nhà Bình Dương cùng với tất cả anh chị là cái mạng nó có điện thoại. Anh chia sẻ một chút nữa thôi, xong rồi mời anh Tư cùng các anh chị khác cùng nhau mình tham gia chia sẻ. Thì anh Vương Hùng muốn nói tiếp ở chỗ này, bạn ấy đang đặt ra một cái vấn đề là cái vai trò trách nhiệm
của Đảng và Nhà nước, nhưng bạn ấy không đặt ngược lại cái vai trò trách nhiệm của quần chúng nhân dân đối với vấn đề xây của dựng người và dân. bảo vệ tổ chức Đảng và Nhà nước, cũng như là có những cái hoạt động tích cực nhất để tham gia với Đảng và Nhà nước để xây dựng cái đất nước Việt Nam này. Cái thứ hai, bạn ấy chỉ ra một số những cái vấn đề tiêu cực của một số những đối tượng nằm trong tổ chức Đảng hay Nhà nước, nhưng do thoái hóa về mặt tư tưởng và biến chất về mặt đạo đức. Cái thứ hai là bạn ấy lại quy chụp cho cả một cái tổ chức, cả một cái tổng thể tổ chức, chứ bạn ấy không có rạch ròi ở cái Dạ chỗ đúng. là cái cá nhân vi phạm đã bị Đảng và Nhà nước xử lý theo cái quy định của pháp luật, sai đâu sửa xử đó, chứ chúng ta không có vùng cấm. Và cái vấn đề là bạn ấy bảo là bây giờ một số những cán bộ quan chức trong tổ chức Đảng và Nhà nước tham ô tham nhũng xây dựng lên các cái biệt phủ hoặc có những cái tài sản lớn, thì mình phải nói như này, bạn ấy nghe cái báo chí, một số những cái Đúng rồi, tất báo cả chí chúng. lề trái và có một cái tư tưởng ý đồ riêng của các cái nhà báo, có thể là thổi phồng bóp méo cái sự việc cụ thể. Ví dụ như nói là ở Yên Bái có một số những cái quan chức là nói là đi xe ôm hay là buôn chổi đó, cái đấy là do cái ngôn luận của xã hội, chứ nó không phải thực chất là của Ủy ban kiểm tra do Tổng Bí thư chỉ đạo. Bởi vì thực chất ra là những cái vị quan chức thoái hóa biến chất đó nếu sai phạm và vi phạm vào cái quy định của pháp luật ở mức nào thì nhà nước, Đảng và Nhà nước cũng xử lý ở mức đó. Chứ chúng ta không có vùng cấm và Đảng cũng không dung túng cái chuyện đó. Đảng luôn luôn là gì? Tất cả các đảng viên và tổ chức bộ máy của Đảng phải phấn đấu và rèn luyện liên tục, chứ không phải đứng trong hàng ngũ tổ chức Đảng là không phải phấn đấu. Cái thứ hai, Đảng cũng muốn có một cái chủ trương là gì? Làm trong sạch tổ chức Đảng, làm sạch bộ máy quản lý nhà nước, chống tất cả những cái vấn đề vi phạm pháp luật. Cái đó thì chúng ta phải ủng hộ chứ. Rồi một vấn đề nữa là bạn ấy nói ở cái chỗ này này, Đảng vô sản. Bạn ấy hiểu sai cái ý nghĩa của cái vô sản. Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng của giai cấp công nhân, đi từ cái lực lượng quần chúng nhân dân mà ra. Và đảng vô sản không có nghĩa là không có tài sản trong tay. Đảng cũng phải có tài sản, có tiềm lực về mặt kinh tế thì mới đảm bảo về cái cuộc sống dân sinh. Cái thứ hai cũng đảm bảo trong cái công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc chứ. Đâu có nói vô sản, bạn hiểu theo cái ý rất dân dã là vô sản có nghĩa là không có gì. Đừng nói như vậy. Không có gì. Đừng đừng hiểu như vậy, hiểu như thế là sai lầm. Vô sản đây là vô sản là đảng không tư lợi cho bản thân đảng, và đảng là gì? Đảng phục vụ tất cả vì mục đích lợi ích của dân tộc và quốc gia. Đảng của chúng ta là đảng khoa học và cách mạng. Đảng thực hiện cái chủ trương đường lối lãnh đạo theo cái tinh thần, cái khoa học và cái quy luật tất yếu của cuộc sống con người. Cái thứ hai là đảng cách mạng là gì? Đánh đuổi thực dân đế quốc, đưa lại cái đời sống của nhân dân, tránh cái vấn đề nô lệ và lầm than, và đất nước chúng ta có độc lập và chủ quyền. Chào chị nó Hoài phải Thúy. rõ như thế. Thế tại sao bạn ấy lại hiểu vô sản có nghĩa là không gì? Tại sao gọi là những người đảng viên cộng sản lại vô sản, là tại sao lại có tài sản? Bạn hiểu thế thì con người ta ai cũng cần phải có tiềm lực về mặt kinh tế, cũng có tài sản. Nhưng phải hiểu rõ ở cái chỗ là đảng, nhà nước lấy động cơ, mục đích và cái phương hướng hoạt động đó là vì lợi ích của quốc gia dân tộc làm trọng, làm tiên quyết. Còn đảng viên thì người ta cũng là con người, người ta cũng phải phấn đấu. Mà hai nữa là bây giờ chủ trương của đảng, nhà nước là gì? Không cấm đảng viên làm kinh tế, nhưng làm kinh tế một cách hợp Dạ pháp. đúng rồi. Đảng có chủ trương vậy mà, không cấm đảng viên làm kinh tế đâu. Bởi vì nó là thực hiện theo cái quy luật tất yếu của kinh tế thị trường và cái đời sống phát triển xã hội trong nước và quốc tế. Đảng viên được phép làm kinh tế để gì? Để dân giàu nước mạnh. Và đảng viên giàu mạnh thì đảng viên cũng làm được nhiều hiệu quả công việc hơn. Cái thứ hai với điều kiện là gì? Phải làm kinh tế hợp pháp. Phải làm kinh tế hợp pháp. Chứ không lợi vị trí quyền lực để làm kinh tế bất hợp pháp. Cái đó là vi phạm về điều lệ đảng cũng như là cái quy định của pháp luật hiện hành. Đấy, thì muốn là giải Vương Hùng thì nghĩ là cái bạn trẻ này cũng có kiến thức. Tuy nhiên là cái kiến thức của bạn ấy nếu để phục vụ cho cái tinh thần ý thức tích cực thì nó rất tốt. Nhưng nếu dù sử dụng cái nhận thức và cái kiến thức của mình để quy chụp và đồng thời là phục vụ cho cái lợi ích hoặc cái suy nghĩ cá nhân nào đó thì chắc chắn nó sẽ trở thành một cái hoạt động rất là tiêu cực. Đấy, anh Vương Hùng muốn góp ý thế. Thì ở đây rất là nhiều anh em rất em là hiểu cảm biết. ơn em. Anh em còn rất nhiều hiểu biết nữa và cũng tham gia với Bình Dương để mình chia sẻ thôi. Cái này thì mình cũng không phải là mình Dạ vâng anh, cảm ơn anh.